thao tác hơi gác hai anh em chính hơi bị rung lên em à. Ui áo gì trời, một bùm luôn mà, một bùm. Ok, tên đến xin về. Chúc anh em bước sang năm mới gặp nhiều điều may mắn và nhận được nhiều tiền lì xì. Mà không biết dùng để làm gì thì hãy nạp ngay vào shop đào blockf.com. Giảm giá cho anh em tất cả các loại vòng quay lên tới 70%. Có cả sự kiện nạp 1 được 3 quay đầu hả ga. Tỷ lệ trúng kim cương cực cao chỉ có tại đào blockf.com. Ok, xin chào các tình yêu. Nói chung là xin chào các anh em nha. Hôm nay thầy sẽ chung là lên shop thầy đào blood, nên ghi là anh em ghi là đào blood ff.com, nhớ ghi vậy nha anh em. Ghi mà sai một phát một là bị giả mạo rồi, có thể là rút kim cương không ra đấy. Ui sợ thế. Anh cứ giữ ngoài đào blood ff.com nha anh em. Chung là shop thầy hiện tại đang tăng tỷ lệ kim cương cực kỳ cao cho tầm thứ năm tới thứ chủ nhật nha anh em nha. Chung là anh em có gì anh em lên em hử giật mai cho anh em. Hiện tại là thầy đang nạp 200.000 này. Anh em nạp 200.000 tiền gì thì anh em sẽ được 200.000 tiền khóa và anh em sẽ được 40.000 tiền cộng nha anh em nha. Tiền khóa anh em có thể quay dưới đây này. Và bây giờ thầy sẽ không lên tin nữa, thầy sẽ vô thầy quay luôn. Vòng quay phát tài nha mà. Bây giờ mình có tiền mình quay lại phần X3 trước đi anh em. X3 anh em nhớ là phải X3 xong rồi anh em lên quay X10 cho anh em. Đấy, X3 10.000 kim cương anh em ơi. X3 10.000 kim cương anh em. Anh em có tiền anh em đập luôn X10 cho thầy nha. Nói chung X3 và X10 là cực kỳ cực cao. Đấy. Ui, 150.000 kim cương anh em à. Trời ơi. Đỉnh cao thực sự. Nãy giờ mới quay hình như là chưa được khoảng 200.000 nữa anh em, mới có 120.000 anh em ơi. Mà thầy được đó khoảng được 160.000 cương anh em, nói chung là khá là ngon luôn anh em. Còn tiền khóa anh em có thể qua dưới đây này. Đấy, anh em có thể qua dưới đây nè, anh em thấy không? Còn quay máy xe này tiền khóa tiền miễn phí anh em nạp vô cộng đấy. Anh em có tiền anh em cũng quay hết cho thầy đi. Quay tầm X7 thôi. Đấy, tiền miễn phí anh em cứ quay. Phô bung xả cho thầy luôn đi. X7 20.000 kim cương, tiền miễn phí quay 20.000 kim cương rồi. Nói thiệt là bây giờ anh em chỉ cần lên đào và lên đến kênh em nạp tiền nè, nạp 200.000 được 200.000 cộng là 400.000 mà nói chung mà còn được lì xì nữa anh em. Đấy, anh em vô anh em đăng ký thì sẽ nhận được cái lì xì này, nhận lì xì bữa nay nếu không nãy anh em nhận lì xì nha anh em nha. Ok thì anh em nhớ là đào và lên đến kênh nha nha nha, lên shop và cái thầy sẽ ghi với họ ngôn bình luận mô tả video nha. Nãy anh em lên em sẽ nhận được 200 kim cương miễn phí cho anh em mà đăng nhập lần đầu tiên lên shop này nha. Ok bây giờ làm clip nào nha, bắt đầu vô thôi. Ok luôn anh em, và mình là thầy đào blood đây anh em ơi. Anh em có biết là thằng bố giấc bếp này là lúc trước là nó có sinh vào test dương đoàn mình anh em, thì hôm nay là nó chiến thắng thằng dương đoàn mình với chỉ số gọi là gắt, là cắt gắt luôn anh em. Ra gì đấy thằng này bắn thôi là cực gắt anh em, nên bây giờ tôi sẽ cho thằng này thử thách bắn với hai thằng quân đoàn mình nha anh em ơi. Chung là hai thằng quân đoàn mình bắn với người khác luôn anh em. Ok bây giờ mình sẽ cho hai thằng này bắn với bố giấc bếp nha anh em, thử coi cái trình độ nó có cân hai được không nha anh em. Bên kia là thằng Hài Di là bắn PC, còn bên kia là thằng Bách là bắn mobile. Nó là vừa dắt FF là bắn bằng phần đồng mobile nha anh em nha, phần đồng mobile anh em. Còn bên kia là nó bắn bằng một PC một mobile. Ok nói chung là không linh tinh nữa, vô luôn anh em ơi, kêu là vô luôn nè. Không linh tinh nữa anh em à. Đấy. Thì ok có nhiều anh em hỏi tôi là tại sao giờ này không ra một clip nào cả, thì anh em tôi nói luôn với anh em này. Giờ hôm nay thì nó thật thầy là còn đi học anh em à, thầy học hiện tại lớp 12 năm cuối anh em, nên học thứ rất là nhiều luôn. Có khi sáng 5 tiếng chiều 4 tiếng nên học bây giờ mình có thời gian rảnh anh em ơi. Không sao. Đó không phải là chim cho anh em coi nữa đấy. Nên cái việc ra clip thì nó rất là khó khăn với thầy luôn anh em à. Thầy phải ngủ sớm để thầy còn đi vô học, với nó sớm mới vô cũng buộc nó đâu có hiểu gì đâu anh em. Đấy. Nên anh em thông cảm cho thầy, thầy gán thầy học hết cấp 3 đi rồi thầy sẽ gọi là sẽ có một khoảng thời gian rồi đó để con bắt lại cho anh em coi những clip hay hơn của thầy nha anh em ơi. Thầy sẽ chăm chút nhiều hơn cái chữ đó. Hay. Một chiêu đầu đến từ chiêu vô giấc phép nha anh em nha. Thanh niên này bắn bằng mobile anh em, thao tác nó cực kỳ ảo luôn nha anh em ơi. Ui, một đầu anh em ơi. Ui. Trời bốn. Thao tác mobile anh em ơi. Bắn lại bay đầu rồi anh em à. Ui. Trời ơi, vô giấc FF anh em ơi. Mẹ đỉnh cao thực sự. Thôi tôi nói thằng này là 100% nó bắn mobile nha anh em nha. Còn anh em mà kiểu mà thích, kiểu mà hô show thao tác tay nó bắn thì sẽ có clip show mà anh em phải ủng hộ nó, tôi mới show nha anh em nha. Đấy phải nhiều anh em kiểu ủng hộ tôi show anh em, thằng này bắn bằng mobile nó. Bố giác FF, anh em biết là giác FF bên nước ngoài bắn toàn mobile không anh em, mà thằng này cũng bằng mobile luôn mà nó bố bằng giác FF anh em à. Đấy. Giác FF là chùm mobile bên nước ngoài, kiểu mà làm highlight anh em bên YouTube cũng phải hơn mấy triệu sub rồi. Còn thằng này là hiện tại là bố luôn anh em. Con nó bắn dữ thằng này tới thằng bố giác FF luôn anh em thấy không? Ok thì bây giờ chúng ta sẽ coi trận đấu thứ hai của bố giác FF nha anh em ơi. Đấy, để coi bố giác FF thứ hai cầm UMP lên mất ảo không nha anh em ơi. Rồi. Ui, một đầu anh em ơi, ra đạn toàn người đầu không anh em à. Ra đạn toàn người đầu không anh em ơi. Khét cái nhà khét cái. Ui, cho đời cho mình. Bên kia bắn gắt vào đây anh em ơi. Bên kia một bên xin một vai thôi, tái tay mới gắt luôn. Ui rồi. Rồi xong rồi, khó rồi anh em ơi, khó rồi. Khó thế nào ăn được rồi. À, khó thế nào ăn được anh em ơi, khó thế nào ăn được rồi. Ui hai đỏ thôi, hai đỏ chưa chết được anh em ơi. Nó mà phun đỏ là chắc chắn thằng kia sẽ chết anh em. Từ từ. Ui hay.
ba đỏ. Ui trời ơi, khá là đen cho thanh niên anh em, mà khá là nhỏ luôn. Và tỷ số là một điều, anh em bên đây bắn thôi là cực kỳ gắt, bắn thôi là cực kỳ kỹ luôn anh em à. Pin ra đây. Một điều nha anh em nha. Ok, đây là cái giao đấu thứ hai dịch cho vị trí của bố giấc phép anh em. Tỷ số hiện tại là đang là một điều rồi nha anh em nha. Đấy. Đấy, tôi thấy là nó mượt hơn, gấp căm mượt hơn hồi nãy rồi anh em à. Hồi nãy chắc nhiều người quan sát quá anh em ơi. Đấy, bây giờ tôi thử coi mấy thanh niên này bắn như thế nào anh em. Bố giác em, tôi thấy là bên kia bắn khá là ghê, bố giác em cũng gọi là hơi bị dày chừng anh em, mà hơi bị dày chừng đấy. Nhưng mà ủi múa khá là ghê luôn, mobile mà múa dày anh em phải gọi là cực gắt anh em, phải không? Ôi, ôi bên kia bắn ghê cho chạy. Anh kia nó đẩy cực kỳ gắt luôn em ơi, bên kia đẩy mà bố giác em không kịp ra đạn luôn, hiểu không? Xong rồi, bắn cái thủ luôn rồi anh em ơi. Ồ xong rồi. Hay, ui trời ơi. À bắn cũng có 52 máu anh em ơi, nói chung là mấy thanh niên bên đây đẩy khá là ghê luôn anh em ạ. Chỉ số là 1-2 nghiêng về vị trí của team bên đây anh em. Bố giấy hiện tại là không chịu nổi với thao tác của PC rồi. Tôi không biết là nó bảy tóc tay của thanh niên này bắn có 1 viên 1 mạng hay là 1 viên 1 mạng hay là 2 viên 1 mạng đây anh em. À, ok. Nên là nó đang đẩy lên anh em ạ. Thật là cực gắt. Nghĩ trận đấu này cũng hơi khó em bố giấy nha anh em nha. Trận đấu này không phải chuyện dễ chơi đâu anh em à, bên kia là toàn hư dữ mà. Mấy con boss đâu mà anh em dễ được. Chưa có viên nào vào đầu đến được chứ bố giáo em. Bên kia nó bắn quá kỹ luôn anh em. Ui, một đầu anh em ơi. Khá là căng đấy. Ui ôi. Kinh đấy, kinh đấy anh em, kinh đấy. Chạy khá là ghê đấy, ui ôi. Nó dí ghê luôn anh em, nó dí cực kỳ gắt luôn. Không một cơ hở nào để cho nó bắn luôn. Ôi. Bắn cái gì vậy trời? Ghê vậy trời anh em. Nó gọi là khét lẹt luôn anh em à. Đậu xanh qua đó nó bay vô đầu liên tục chết hàng luôn anh em. Nó đó tôi tưởng là nó bị kéo chết anh em, mà công nhận là bố giáo nó khác anh em, mà gần toàn đầu thôi, gần hai viên thôi, đây là chính xác cực kỳ cao luôn. Đấy, căng nha anh em nha, căng nha anh em nha. Hả đầu gà có ông cô nội bố giáo bếp gì đây giờ trời. Bữa nào để hai anh em muốn hỏi thầy sẽ tỉ thí thử với thằng này nha anh em nha. Anh này bắn kinh quá. Anh nó chắc cả mobile với PC luôn anh em à. Nó khét lẹt lẹt, khét ngàn ngạt luôn, khét ngàn ngạt luôn. Cực gắt. Ui mi rồi. Tôi coi mấy trận đấu mới đã anh em, coi những cái trận đấu như vậy mới đã nha anh em nha. Kiểu kèo không cân anh em không? Một mobile mà bắn với một PC một mobile nữa. Mà kèo không cân anh em bắn coi vậy mới đã. Ui. Anh đi. Ui. What? Ra đạn toàn vô đầu không nổi. Nhưng mà cái pha hồi nãy là có hai anh em này công hơi láo, anh em công được một đường thẳng lên là anh em này bay ra trước bắn, anh em bố giáo ép bay ra trước bắn thì nói chung là vào đầu cũng gọi là không ảo lắm. Đấy, cũng có máu vàng nhiều lắm anh em ơi. Nói chung là công láo thì sẽ chắc chắn sẽ trả giá thôi anh em, mỗi sẽ làm được phải trả giá mà. Hay một đầu anh em ơi, một đầu rồi. Lên luôn. Anh em kia sợ anh em ơi, anh em kia là tái sợ rồi. Đó hiện tại anh em rất là sợ luôn rồi anh em ơi. Bắn cái gì vậy này, ai chịu nổi vậy. Ui. Rồi bên kia nó bắn sự gần hai chiên luôn anh em ạ. Bên đây hiện tại là đâu đó còn khoảng 255 máu thôi anh em ơi. Bố giáo bếp hiện tại đang gần 500 máu người anh em à. Tôi không biết ai trên người thắng trong kèo đó rồi đây anh em. Đấy gọi là cực gắt anh em ơi, gọi là cực gắt quá, cần thế nha. Cần đấy. Anh chỉ số là 32 anh em ơi, 32 anh em, quá gọi là cực kỳ găng anh em ạ. Một đầu rồi. Xong rồi, có rồi. Khó anh em ơi, khó vào đầu tầm gần cực kỳ khó vào đầu bằng sự gần hai viên luôn. Từ khi anh em bắn hên kê tâm thôi. Hay. À nó chết. Thằng bắn ra thằng vô thì chết. Thằng em tôi ở đây mới thằng bố giáo bếp này chứ cho anh thở không nổi rồi. Xong, anh em này xong rồi, xong con đời con cà bông rồi. Xong đời con cà bông rồi anh em, chỉ số là 3-4 rồi. Ok anh em coi clip nhớ cho xin một follow, một like, share nha anh em nha. Nhớ cho xin một đăng ký, một like, share nha anh em. Để tôi lên 100 cái sub sớm nhất nha anh em ơi. Chung là chỉ còn mười mấy ngàn sub mới lên được 100 cái sub rồi anh em ơi. Cố gắng ủng hộ thầy nha anh em.
Trận đấu là trận đấu thứ 8 rồi, tại vị trí danh trại anh em à. Không biết nó có gọi là một cái bước ngoặt gì gọi là trong trận đấu này Phương Đỏ không phải thấy. Ui. Ui. Ấy, một nắm rồi anh em ơi, một nắm rồi. Thằng còn lại đâu, thằng còn lại đâu? Ui ui ui, Phương Đỏ, Phương Đỏ. Ê em ơi. Trời ơi, trời ơi. Ở cuối hết shot nó đẹp anh em, phần cuối thì nó đè sợ kiểu như nó gung anh em, nó bắn hết shot nhưng mà nó gung nó đè cho người chết luôn anh em, đè cố cho người luôn anh em ơi. Thì ok, nên mà chỉ số là 4 điều rồi nha anh em. Chung là trận thấu là tôi mong số 7-4 là đẹp anh em ơi. Không biết thằng này nó chịu nổi không anh em, chứ tôi thấy bên kia bắn căng nè. Chung là anh em là bắn hạ gục không anh em ơi, cũng có máu vàng nữa nè mà. Đấy. Rồi coi coi, thử coi cái anh em này coi. Đây đây đây, anh em với anh em này nhìn anh em của anh em này để cho anh em coi nè. Bắn là cực gắt luôn anh em ạ. Ui, một pha ke cực kỳ khôn. Hay, một pha công lao đến từ vị trí của anh em kia. Anh em này công láo luôn anh em, anh em kia công láo luôn anh em ạ, cực kỳ công láo luôn. Tôi nghĩ là cũng hơi bị căng anh em, anh em này hình như là lấy lại cảm giác tại đây. Bắn cũng khá là khét đây. Bây giờ phải bắn full đỏ mấy pha nữa, gọi là lét con mắt anh em luôn nè, phải full đỏ mấy pha nữa. Full đỏ mấy pha nữa nha anh em nha, gọi là lét mắt luôn. Ui. Mày chết. Ôi ôi, áo giờ là gì? Ma 10 điểm anh em ơi, 10 điểm, 10 điểm cho anh em này, 10 điểm anh em à, 10 điểm, 10 điểm. Đâu cho anh mày tầm gần cái full đỏ hoặc là áo dịu luôn anh em à, hoặc là áo dịu luôn anh em. Má tôi nói gọi là cực gắt luôn anh em, anh em này gọi là bố cũng chắc em là chính xác anh em à. Đấy, số là 64, 74 là đẹp. À, bố giác em tâm lý vững vàng này, thao tác rồi cực gắt hai niên kia hơi bị gung lên em à. Ui áo gì trời, what vậy anh em, gì anh em. Ui một cái bùm, một bùm luôn bạn, một bùm anh em bình luận coi anh em này bắn như thế nào, anh em bình luận tôi biết ý nghĩa của anh em, ý nghĩa của anh em coi.